Xin chào các bạn, tôi tên là Thịnh. Bây giờ trên tay tôi là một cục chất màu trắng. Và đây là một dung dịch không màu. Tôi nhỏ dung dịch không màu vào cục chất màu trắng. Các bạn thấy cục chất màu trắng chuyển sang màu hồng. Và tôi cũng có hai câu hỏi dành cho các bạn. Đây, ban đầu là cục chất gì? Còn đây là dung dịch gì? Xin chào các bạn.